Xuyên không tới vương triều đại khang Tập 15 Liệu sự như thần Hầu ra Trương Lương lao vào bên trong quỳ gối xuống trước mặt Khánh Hoài Trương Lương thăm kiến Hầu ra Trương Lương Khánh Hoài nhìn Trương Lương một lượt từ trên xuống dưới Sau đó tức giận hét lên Chuyện gì vậy? Cánh tay của người bị sao vậy? Lúc này vị công tử nhỏ nhãn lịch thiệp Vô cùng phong độ vừa rồi đã không còn nữa Mà thay vào đó là một con sư tử đang giận dữ Tiểu Nga vừa rồi vẫn luôn bên cạnh Khánh Hoài đột nhiên bị dọa cho sợ hãi, quay người rúc đầu vào trong lòng Quan Hạ Nhi. Hầu ra chuyện đã qua rồi. Nói, rốt cuộc là chuyện gì? Khánh Hoài trực tiếp ngắt lời Trương Lương, hỏi với giọng điệu bá đạo. Không phải người tới tả kiều vệ sao? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Khởi bẩm hầu ra, thân đã tới tả kiều vệ. Một tháng sau thì bị người đảng hạng tấn công. Trong trận chiến, cánh tay trái đã bị bọn chúng chặt đứt, vì vậy liền giải ngũ. Trương Lương bất lực nói khánh hoài nghe thấy vậy một lúc lâu sau vẫn không nói gì mãi mới lên tiếng hỏi trước khi giải ngũ vì sao không đi tìm ta hầu gia đặt nhiều kỳ vọng vào trường lương như vậy tiêu tốn không biết bao nhiêu tâm tư và sức lực để đưa thần vào tả kiêu viện nhưng thần lại không đáp ứng được mong đợi của ngài mới vào một tháng đã bị mất một cánh tay tòa thành mà thần canh giữ cũng bị kẻ thù phá vỡ lớp phòng ngự thần không còn mặt mũi nào đi gặp hầu gia khi chiến đấu ở tả kiêu vệ, ngươi có sợ hãi rút lui trong trận không khánh hoài trận trừng mắt hỏi Trương Lương xuất thân từ Thiết Lâm quân, là thuộc hạ của Hầu gia, cho dù có chết cũng tuyệt đối sẽ không làm ô nhục thanh danh của Thiết quân Lâm. Trong trận chiến chém chết bốn quân địch, cho đến khi hôn mê bất tỉnh, quyết không lùi nửa bước. Trương Lương ngẩng cao đầu nói, "Vậy thì có gì phải xấu hổ khi gặp ta?" Khánh ngoài đá vào vai Trương Lương khiến hắn ngã nhào ra. Trương Lương thấy đại ca mình bị đánh, cầm theo cây búa định lao vào nhưng lại bị Kim Phi cản lại. Trương Lương lùm cùng bò dậy, không phản kháng một tiếng nào, cũng không phủi đất cát trên người, lại quỳ xuống trước mặt Khánh Hoài. Chỉ cần anh Dũng chiến đấu, bị thương thì có gì mất mặt, có gì mà không dám gặp ta chứ, Khánh Hoài lại đá thêm một cái. Chu Lương vẫn giống như vừa nãy, không giải thích, lại bò dậy quỳ gối xuống trước mặt Khánh Hoài. Khánh Hoài rơi chân lên, nhưng cuối cùng cũng không đá tiếp nữa, mà đỡ Chu Lương dạy hỏi. Giết chết bốn tên địch, có công huân không? Bẩm hầu ra, tòa thành mà tiểu nhân bảo vệ không phòng thủ được, bị kẻ thù phá được, mặc dù cuối cùng đám người đảng hại bị huynh đệ cứu viện đuổi đi, nhưng dù sao cũng là mất thành một lần, vì vậy công lao rất ít, không hề có công luân. Chuyên lương thành thật trả lời. Khánh Hoài thở dài một tiếng hỏi, ngươi bị chặt đứt một cánh tay, sau khi giải ngũ làm gì để kiếm sống? Ban đầu làm nông dân để kiếm sống, thời gian trước được Kim Phi huynh đệ làm cho một chiếc cung nỏ rất hữu dụng, thần liền đi săn một khoảng thời gian. Gần đây con mối ít đi rồi, thần giúp Kim Phi huynh đệ giao hàng với huyền phủ và mua lương thực quay về. Tiền lương có đủ sống không? Cảm tạ hầu ra vì đã suy nghĩ cho thần, Kim Phi huynh đệ rất rộng lượng, một tháng trả cho tiểu nhân 500 văn tiền công, còn dạy đệ đệ của tiểu nhân rèn sắt, cho mẹ, muội muội và người trong nhà đều tới phường tơ làm việc. Bây giờ cả nhà một ngày ăn ba bữa, bữa nào cũng đầy đủ. Nói đến đây, Trương Lương không khỏi ngước nhìn Kim Phi đầy cảm kích. Đa tạ tiên sinh, Khánh Hoài xoay người đặt tay lên ngực nói với Kim Phi đã tạ tiên sinh. Những thị vệ xung quanh cũng đồng thời làm như vậy với kim phi. Điều kiện cơ sở vật chất và y tế có hạn, mỗi năm đại khang là vô số quân nhân tàn tật và phải giải ngũ sau những trận chiến khốc liệt trên chiến trường. Lương hưu được cấp rất hạn chế. Những năm qua họ đã chứng kiến rất nhiều chiến hữu bị tàn tật sau khi giải ngũ, cuộc sống cực kỳ khó khăn. Thậm chí nhiều người còn trở thành thổ phỉ. Giống như trường lương đây thực sự rất ít. Mọi người khách khí rồi. Ta và lương ca là người thân nên giúp đỡ nhau là phải. Kim Phi mỉm cười xua tay Có chủ nhà Trương Lương ở đây Trung Ngũ đương nhiên không phải đi tìm chỗ ở nữa Trương Lương không cần ra ngoài Hắn đi tìm nhuận nương thuê lại nhà cũ của Tạ Quang sau khi đưa đám người khánh hoài tới lên không ngừng tay chân lập tức chạy tới thị trấn bảo thợ mộc mang mấy chiếc giường tới thị vệ của khánh hoài cũng không nhàn rỗi dọn dẹp lại toàn bộ nhà của tạ quang một lượt vừa nhìn đã biết là sẽ ở một thời gian dài chập tối trương lương mời khánh hoài về nhà ăn cơm còn gọi kim phi đi cùng Đồng đội người ta tụ họp, mình tự nhiên chen vào làm gì? Vì vậy Kim Phi liền từ chối lời mời của Trương Lương nhưng kéo hắn vào trong tiệm rèn. Lương ca, vì hầu gia này đừng nói là sẽ không đi đấy nhé. Hầu gia nói muốn ở lại xem nó lung của cậu, hơn nữa ngày ấy cũng rất hứng thú với lò gạch cậu đang xây, nói rằng trước đây chưa từng gặp cái tương tự. Ngày ấy không phải hầu gia sao, sao lại nhàn rỗi vậy? Kim Phi có chút bực bội. Có một tên như thế ở bên cạnh, Kim Phi có cảm giác như mình luôn bị giám sát, làm việc không thể thoải mái được. Năm ngoái hầu gia bại trận, bị binh bộ chất vấn và trách phạt, quân quyền cũng phải giao ra rồi, gần đây không có công vụ nào. Nói đến đây, Trương Lương vô cùng tức giận. Thiết lâm quân của Hầu Gia chỉ có 5.000 người, quân địch tận 3 vạn, trong đó còn có 6.000 binh mã, làm sao Hầu Gia có thể thắng được? Có thể cầm chân địch trong 10 ngày, 10 đêm đã là một thành tích lớn rồi, không biết những quan gia trong binh bộ đó nghĩ gì nữa. Đừng nói nữa, Kim Phi ngắt lời Trường Lương. Những lời này nói ở nhà thì được, nhưng không được phép nói bên ngoài, nếu không sẽ gây họa cho hầu gia, bình phẩm thượng quan là tội lớn đấy. Trương Lương nghe xong liền vội vã dừng lại. Đúng rồi, hầu gia này thế nào? Kim Phi không hứng thú với sự nghiệp chính trị của Khánh Hoài, dù sao cho dù được sùng ái hay là thất thế, chỉ cần chức vị hầu gia vẫn còn thì vẫn là địa vị một người dân thường như y không thể chọc vào được. Cái Kim Phi quan tâm chính là nhân cách của người này. Bây giờ xem ra vị hầu gia này có vẻ rất hứng thú với phương pháp rèn sắt của mình, ở lại làng Tây Hà không chịu đi. Nếu như nhân cách tốt, hợp tác một chút thì cũng coi như là tìm được một chỗ dựa, không còn phải quan tâm đến mấy chuyện thổ phí tới nữa. Nếu như nhân cách không ổn, vậy thì cố tình cải tạo lò nung thất bại, tránh xa người này nguy hiểm như vậy càng sớm càng tốt. Khi Khánh Hoài nhìn thấy Trương Lương bị mất một cánh tay, Kim Phi thấy đờ rõ hai mắt hắn đỏ lên, tay khẽ run, vẻ mặt vừa tức giận vừa buồn bã. Về này đã thay đổi cách nhìn của Kim Phi về Khánh Hoài nhưng những nhà chính trị đều rất giỏi đóng kịch. Ai biết được rằng liệu vị hầu gia này có phải đang cố tình tỏ ra như vậy để mua chuộc lòng người không? Chuyện như vậy Kim Phi đã nghe rất nhiều lần rồi. Vẫn nên hỏi Trương Lương, người khá thân cận với Khánh Hoài là tốt nhất. Không ngờ rằng Trương Lương sau khi nghe xong câu hỏi của Kim Phi thì liền ngẩng đầu bật cười ha ha. Đang yên lành, huynh cười cái gì? Kim Phi hậm hực hỏi. Còn cười khó nghe như vậy. Ta cười vì hầu gia vẫn luôn liệu sự như thần, y như trước đây. Trương Lương nói trước khi tới hầu gia đã nói với ta cậu nhất định sẽ hỏi câu này ngày ấy đã đoán được ta sẽ hỏi huynh vấn đề này sao câu trả lời của trương lương khiến kim phi rất kinh ngạc ngày ấy nói thế nào hầu gia nói cậu hỏi gì thì ta cứ trả lời thành thật là được trương lương nói tiếp tiểu phi cậu muốn biết gì thì cứ hỏi chỉ cần ta biết và có thể nói thì ta sẽ nói cho cậu biết sau khi hỏi xong cậu sẽ biết hầu gia khác với các quan chức khác Ngài ấy là một người tốt, ta có thể dùng đầu của mình để đảm bảo với cậu. Nghe lời đảm bảo của Trương Lương, Kim Phi biết rằng kế hoạch hôm nay có khả năng sẽ thất bại. Như vậy có thể thấy Trương Lương là một fan cứng của Khánh Hoài. Những gì hắn nói trong sự tôn thờ mù quáng không có nhiều giá trị tham khảo. Hắn chắc chắn sẽ chọn những lời nói dễ nghe. Nhưng Kim Phi vẫn nghĩ rằng mình nên hỏi, ít nhất cũng phải biết hầu gia này là người ở đâu và Phạm Phi trực trách chủ yếu là ở nơi nào. Những thông tin cơ bản này, Trương Lương cũng không có cách nào che đậy được, làm giả được. Hầu Gia là người ở đâu, có lai lịch thế nào? Kim Phi hỏi. Cha của Hầu Gia là Khánh Quốc Công. Ngày ấy nhập ngũ năm 14 tuổi. Năm 16 tuổi chém lìa đầu kẻ địch nên được đề bạt làm đội trưởng năm tiểu đoàn, được thăng chức làm quan úy năm 21 tuổi. Năm 23 tuổi, Ngài ấy dẫn đầu 1.000 người, cánh quân bên phải của Thiết Lâm Quân cánh giữ Tùng Châu, bị 20.000 kỵ binh của đảng hạng vây đánh suốt 3 tháng dòng rã mà không hề nhụt trí. Khi viện binh đến, đội quân của Ngài ấy phối hợp với quân viện binh đánh từ hai phía tiêu diệt hết kẻ địch xâm lược. Khuôn mặt Trương Lương lộ ra vẻ hào hứng, trận chiến đó đã phá vỡ toàn bộ kế hoạch của đám người đảng hạng. Thánh thượng vui mừng khôn xiết, phong hầu gia làm Bá tước huyện Kim xuyên. Sau đó, bởi vì chiến công quá hiển hách, lại phong làm hầu tước của huyện Kim xuyên. Danh hiệu của ngài ấy không phải là cha truyền con nối sao? Tất nhiên là không. Hầu gia là con trai thứ ba của Khánh quốc công. Nghe nói là con của vợ lẽ, không thể kế thừa tước vị. Danh hiệu hầu tước ngài ấy có được từ chiến trường với một con dao và một cây thương. Nói đến đây, Trường Lương ngửa cổ lên, cứ như thể là hắn đã tự mình đạt được tước vị người càng giàu sang phú quý càng trân trọng mạng sống. Với tư cách là con trai của Khánh Quốc Công, dù chỉ là con trai của vợ lẽ thì cũng đủ hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Nhưng Khánh Hoài lại lựa chọn nhập ngũ, còn nhận được tước vị từ trong quân đội. Bất kể Khánh Quốc Công có giúp sức đằng sau hay không, Khánh Hoài có thể đi đến bước đường này cũng đã chứng tỏ năng lực của hắn. Có lẽ vì vậy mà Trương Lương rất ngưỡng mộ Khánh Hoài. Ta nghe Đông Đông nói Hầu Gia đến đây là muốn lấy quần quay tơ, khiến cậu cảnh giác với Hầu Gia. Nhưng theo như ta được biết, Hầu Gia lấy quần quay tơ không phải lại đàm giàu cho bản thân đâu. Trư Lương nói, khi ở trong quân đội, Hầu Gia cùng ăn cùng ngủ với các binh lính. Những thứ thu được sau trận chiến cũng phân phát hết cho những người lính, còn bản thân Hầu Gia không lấy bất cứ thứ gì. Biệt viện Khánh Phong của ngài ấy cũng không có bất cứ thứ gì là hào hoa xa xỉ. Những người Hầu trong biệt viện cũng đều là người nhà của các huynh đệ đã hy sinh nơi chiến trường. Ngài ấy muốn lấy quần quay tơ của cậu cũng chỉ vì muốn kiếm nhiều tiền hơn để chăm sóc cho gia đình của một số huynh đệ đã chết trận nhưng có quá nhiều huynh đệ đã hy sinh sao ngày ấy có thể chăm sóc hết được nghe trương lương nói vậy sự chống đối của kim phi với khánh hoài cuối cùng cũng ít hơn một chút anh biết rằng có lẽ đây chính là mục đích của khánh hoài nhưng không tránh khỏi việc bị ảnh hưởng bởi lời nói của trương lương kim phi nghĩ rằng mình hiểu con người trương lương loại người như trương lương cho dù có tôn thờ khánh hoài đi chăng nữa cũng sẽ không làm hại mình cho dù có ý đồ gì đó đi, chẳng qua cũng là muốn Khánh Hoài hợp tác với mình. Cũng giống như rất nhiều người có hai người bạn tốt, họ luôn muốn giới thiệu hai người bạn này với nhau để hai người này có thể trở thành bạn tốt của nhau. Sau khi Trương Lương rời đi, Kim Phi gạt suy nghĩ của mình sang một bên và sắp xếp sự hiểu biết của mình về Khánh Hoài từ góc độ khách quan. Sinh ra trong một gia đình quyền quý, có dã tâm, có năng lực, có tài thống lĩnh và chỉ huy quân đội. Cho dù Trương Lương đã giải ngũ được vài năm nhưng vẫn một lòng với Khánh Hoài bất kể khánh hoài thật lòng đối đãi với người khác hay chỉ giả vờ làm bộ làm tịch thì sức hấp dẫn về nhân cách của hắn cũng đã thể hiện rõ ràng sau khi suy nghĩ cả nửa đêm kim phi quyết định thử hợp tác với khánh hoài người như vậy dù giả vờ làm bộ làm tịch thì cũng sẽ không ra tay với người bên cạnh y bởi vì một khi hắn ra tay thì ảnh con người mà hắn dày công xây dựng trong nhiều năm sẽ sụp đổ trong tích tắc không ai là hoàn hảo gặp được người hợp tác như khánh hoài là một điều may mắn lớn nếu sau này phát hiện có điều gì không ổn thì tìm cách rút lui là được đưa ra quyết định xong kim phi không suy nghĩ nhiều nữa mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ khi nghe tiếng dệt vải ngoài sân kim phi biết khánh hoài đang chờ xem thành quả nên bà mãn thương tạm gác những công việc khác lại để cùng trương lương xây dựng một cái lò mới đã quyết định hợp tác nên kim phi cũng không cách xáo nữa y thấy tiến độ của hai huynh đệ quá chậm nên thẳng thường yêu cầu khánh hoài giúp đỡ Khánh Hoài biết rằng đây là một tín hiệu mà Kim Phi đã lựa chọn để hợp tác, vì vậy hắn không nói gì nhiều, đã điều động ba người đàn ông khỏe mạnh phụ giúp huynh đệ Trương Lương làm việc. Khoảng sân nhỏ náo nhiệt hơn nửa ngày, không chỉ có tiếng dệt vải của phụ nữ mà còn có cả tiếng cười nói rôm rả của đàn ông. Lò gạch bên sông đang hoạt động hết công suất, mấy ngày nay gạch do những người đàn ông làm ra đã chất thành đống. Những năm nay Khánh Hoài dẫn quân đánh giặc đã đi qua rất nhiều nơi nhưng đây là lần đầu tiên thấy một ngôi làng như làng Tây Hà. Hầu hết các ngôi làng khác đều khốn khổ, ảm đạm, chỉ có làng Tây Hà giống như mặt trời mới mọc, không khí bừng bừng, hân hoan, vui vẻ. Nghe Trương Lương nói tất cả những thay đổi này bắt đầu từ khi Kim Phi kết hôn, đến nay chưa đầy một tháng. Chưa đầy một tháng ngắn ngủi đã giúp một ngôi làng từng không đủ cơm no biến thành bộ dạng như bây giờ. Khánh Hoài nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng được. Nhưng cái lò gạch bốc khói nghi ngút không thể làm giả, những sợi dây bẹt từ quần quay tơ cũng không thể làm giả. Huynh đại trương lương đang bận rộn xây bếp cũng không thể làm giả được. Trong lòng Khánh Hoài càng lúc càng xem trọng Kim Phi, từ đáy lòng đã đặt Kim Phi ở vị trí ngang hàng, bình thường gặp mặt nói chuyện cũng dần dần thoải mái hơn. Sự thay đổi này khiến Kim Phi rất vui, suy cho cùng y cũng đã quá mệt mỏi khi cố phải tỏ ra nhò nhã khi trò chuyện. Với sự giúp đỡ của ba người đàn ông cường tráng, tốc độ xây dựng lò tăng lên rất nhanh, chỉ mất một ngày rưỡi, lò gen sắt kiểu mới đã xuất hiện bên cạnh bức tường cửa tiệm gen. Lúc này đã là ba 4 giờ chiều, Kim Phi vốn dĩ đang tính bắt đầu luyện sát vào ngày hôm sau, nhưng Khánh Hoài lại hết sức lo lắng, đi qua đi lại trước mặt Kim Phi. Khánh Hoài đi qua trước mặt Kim Phi lần thứ sáu, Kim Phi cuối cùng không thể chịu đựng được nữa. Được rồi, hầu ra đừng đi qua đi lại nữa, mãn thương lại đây. Khánh Hoài cười ha ha chắp tay nói, nếu cần gì ngươi cứ việc nói. Yên tâm đi, ta sẽ không khách sáo với hầu ra đâu. Kim Phi dẫn theo mãn thương vào cửa tiệm rèn. Ngọn lửa đã được đốt lên, Kim Phi mở chiếc hộp do lão thợ rèn để lại, lấy ra một vài miếng sắt và ném chúng vào trong, sau đó bà mãn thương kéo mạnh ống thổi gió. Đại Khang vẫn chưa bắt đầu sử dụng than đá trên diện rộng, Khánh Hoài đã dùng hết tất cả các mối quan hệ cũng không kiếm được, nên Kim Phi chỉ có thể dùng than củi nhiệt tạo ra khi đốt than củi không tốt bằng than đá. Ngay cả khi Kim Phi đã lắp thêm một quạt gió tiên tiến vào lò mới và thêm một quặng để giảm điểm nóng chảy của sắt thì lò mới vẫn không thể đạt đến điểm nóng chảy của sắt. Kim Phi điều chỉnh tới lui, bận rộn cho đến nửa đêm, cuối cùng đã nung sắt đến trạng thái mềm. Kim Phi biết rằng với công nghệ hiện giờ, chỉ có thể làm được như vậy. Y lấy khối sắt đang mềm trong lò nung ra ngoài, dài một lớp bột quặng bằng tay trái đang bị thương, rồi dùng búa đập liên tục vào khối sắt tiếng leng keng vang lên suốt đêm sáng hôm sau khi mặt trời mọc cuối cùng kim phi cũng mở cửa tiệm rèn trong tay cầm hai thanh đao dài